mở những cái gói hashtag mới ra ngày hôm nay. Đấy. Ok. Mình sẽ vào phần báu vật. Rồi, có rất là nhiều các coin mới. Có cả rán, gói tổng hợp. Hôm nay thì mình sẽ mở cho anh em xem đó chính là gói tổng hợp 3 và 4 nhá. Đấy. Mua luôn cho nóng. Ok. Hãy chơi một quả khá lớn đây. Được rồi. Rất là hồi hộp đúng không ạ? Ok. Mình sẽ mở từng cái nhá. Mastery thợ xanh, 2 Blitzcrack, Udi đại đèn và 42 tinh hoa cam, hộp ám ảnh. Đấy, mở chắc chắn ra 3 mảnh anh em ạ. Victor hội tử thần, Lulu vệ binh tinh tú, Diana hắc thủy và 42 tinh hoa cam. Oh, yeah. Rồi mình sẽ mở viên Long Vương. Của viên Long Vương thì có 3, một mảnh thôi, một mảnh một viên thôi. Rồi mình mở lại Lulu vệ binh tinh tú nữa. Alita bỏ sữa đẹp này. Garen sư vương. Rất tiếc mình đã sở hữu cái skin này rồi. Kha'Zix máy móc. Zilean huyết nguyệt. Garen chiến binh sa mạc. Talon đặc nhiệm đỏ. Ok, chúng ta có một đặc quý. Rồi mở hòm thuyết rơi. Mở hai hòm luôn. Anne hoa hậu. Samsuai Tây Gia Lia. Gangplank Bắp Xây Gian Uyên Ương. Gia Văn Lữ Bố. Cassiopeia nổi loạn. Snake cổ ngữ. Và 20 tinh hoa cam. Hôm gà đán thế nào? Iana hàng Nga. Ai Blitzcrack đấm bóc à? Maokai Giáng Sinh. Venkaton chiến tranh cổ ngữ. Đại đao Pantheon. Talon Long Kiếm và 60 tinh hoa cam. Hơi cùi một chút. Tiếp theo đó chính là hộp MFDI. Jack tiếp bể bơi. SKT thêm một Echo. Samsuai Javan. Đẹp đấy. Thích Samsuai rồi anh em ạ. Joe tiếp bể bơi. Olaf. SKT team 1 Lê Sinh. Dilly đoạn thế linh hồn. Đoạn thế anh hùng. Hộp siêu phẩm thế nào? Samsuai Renga. Lulu mùa đông kỳ diệu. Vega trùng cuối. Đã sở hữu luôn 275 tinh hoa cam. Một hộp sở ti nhá. Azi Ngân Hà. Thần chết Carthus. Zorik Khô Quang. Cái này thì không có tinh hoa anh em ơi. Ui. Sona giả lập. Suwam bạo chúa. Ui, còn một hộp siêu phẩm nữa thôi. Serap Ai thách đấu. Đã sở hữu level lăng tâm gửi 372 tinh hoa cam. Rồi, có một đặc quý. Mình sẽ tách ra làm rương và chìa khóa luôn. Được rồi. Mở xem ra gì nào. Ui, các sơ điên biển sâu. Rồi, mình sẽ chọn những cái skin nào mà cú bắp mình sẽ nâng cấp đi. Có thể ghép vào. Ghép vào cho đỡ ra mấy cái mảnh đấy, ra skin đấy anh em. Ui, mấy con cùi cùi đâu nhỉ? Răng phần lăng này, cú bắp quá. Mở ra rất là nhiều mảnh anh em. Ok. Một chút nha anh em. Ôi, con này củi quá. Nâng cấp đi. Mình rất là sợ ghép ba cái mảnh skin và ra cái lại con này nữa thì hơi gà luôn.
Đấy, nhưng mà cái con này này anh em nên nâng cấp đi, thì chúng ta ghép ba cái skin để ra các skin nào đẹp đẹp một chút. Ủa, ghép ba mảnh ra Udi đai đen này thôi cóc con mẹ nó luôn. Đấy, chúng ta thà mất 21 tinh hoa thôi còn hơn là ghép dinh nó. Ủa, skin đẹp vãi. Ok, mình lấy luôn, nâng cấp đi nào. Ca thớt thần chết à, của chúng cuối các thứ thì mình có hết rồi. Được rồi, cao bồi cho mày vào đây, xưa nách cơ cổ ngữ rồi, cùi bắp luôn. Em phải lựa chọn thật là kỹ càng, chúng ta không bị lỗ. Cho mày vào đi, Dương và Isaac, chiều quá Isaac, Sona cổ cầm, được rồi. Ok, anh nào thấy thích thì đừng quên ấn cho mình một nút like, ấn thêm cả nút đăng ký nữa. Để có những cái sự kiện gì mới hay là có hộp gì mới thì mình sẽ làm chuột bạch cho anh em. Ghép ba cái vào đây nào. 40 tinh hoa. Bộ mắt kền kền. Kền kền quỷ. Karen sư vương đã sở hữu rồi này. Ủa cái này cú bắp quá. Ôi nâng cấp rồi. Ok, đừng quên ấn like và đăng ký anh em. Thấy hơi lỗ rồi đấy, tại vì mở ra mấy cái skin ngon mình đã sở hữu hết rồi. Hơi nhỏ. Phải lật. Con tách cái này ra đi. Đi thì tú tôi có hết rồi. Cho mày vào đây. À, các chân đi biển sâu, cú bắp này. Ok, và nếu anh em đồng ý thì mình sẽ cố gắng đầu tư thêm và mở rất là nhiều hòm nữa để làm một cái video sau ghép tất cả các mảnh của mình vào. Nếu như video này được khoảng 200 like đi. Đấy, mình lấy cái skin này vào. À, Lita bò sữa này. Tách cái ra đi. Ok, mong là video này sẽ được anh em, nhiều anh em ủng hộ và mình có thể làm event cho mọi người, làm nhiều event hay nữa thì cho những anh em nào xem và ủng hộ mình thì sẽ được tặng những cái món quà. Ok, ghép ba cái củ xem nào, mong là ra cái ngon. Boom. Ui bắp. Thôi, hơi lỗ chút rồi. Đen rồi nha. Ôi, để dành để làm những video sau cho anh em. Renekton này. Ui rồi, quá cùi bắp luôn. Hơi đen để. Ok, mình sẽ để dành tất cả các mảnh này và bữa sau làm thêm một cái video mà ghép tất cả các mảnh vào xem nó được những cái gì. Boom. À, có lãi một chút. Ủa, Mifotun Mafia.
cái này hơi rẻ phải. Thank you.